hiền vũ à lúc nãy tôi đã kiểm tra phòng làm việc thầy lý đâu rồi tốt quá rồi được cái gì ngân tú ở nhà một mình hả nếu như giáo sư không xảy ra chuyện gì thì hoàng tái liệt sẽ hại ngân tú đúng vậy để tôi đi xem xem là được rồi được kiểm sát lưu là tôi đây à bây giờ liên hệ với đội tuần tra gần nhà ngân tú phái xe tuần tra đến nhà ngân tú đi nói không chừng sẽ có nguy hiểm đó không biết quan tới liệt sẽ làm chuyện gì với ngân tú đâu được nhanh nhất có thể được không muốn thua đâu tôi là à mẹ tuyệt đối không muốn thua đâu mẹ không có được thì lý tần tú cũng không bao giờ có được mẹ sẽ vì con làm những chuyện trong khả năng cho phép mẹ luôn muốn có được tình yêu của một người mẹ nhưng một lần cũng không có được nhưng mẹ sẽ cho con vì con cho dù là những ngôi sao trên trời mẹ cũng sẽ hái xuống cho con tôi lạp à tôi làm. là tiếng gì vậy là xe cảnh sát hả alo chính quân à cái gì chính quân à em vẫn ổn chứ dạ đột nhiên có chuyện gì vậy còn đừng đến đây như thế nào anh cũng không biết nữa cứ tưởng là muốn điên thật rồi sợ em sẽ lại xảy ra chuyện anh đã sợ đến mức cũng không chịu nổi rồi em không sao đâu mà thật là không sao thật may quá thật may quá ngân tú à thật là may alo sao rồi cái gì hán tú và thượng tuấn bị bắt rồi sao bắt đầu từ bây giờ hãy nghe lời của tôi đều giấu hết đi không cần biết là ở đâu cũng trốn đi cho tôi Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả? Báo công an bắt mẹ tống tiền rồi để mẹ ở sở cảnh sát. Bắt mẹ phải chịu đựng sự nghi hoặc. Con có biết là mẹ mất mặt hay không vậy hả? Cho dù con có nói gì đi chăng nữa, mẹ cũng không thể nào tha thứ cho con được. Có biết chưa? Con xin lỗi. Nhưng mà con lo lắng cho mẹ nên mới làm như vậy. Vì những người bên đó giống dĩ là những người không bình thường. Cái gì mà những người bên đó? Là ai? con nói thấy nghiên sao chính là nói vì sợ thấy nghiên sẽ hại mẹ nên mới làm như vậy đúng vậy hiền ninh à con bị sao vậy hả thế nghiên là người phụ nữ sinh ra con của con là mẹ của con con vậy mà con có thể nói như vậy được hay sao vậy hả tại sao thế nghiên có thể hại mẹ được chứ con tìm được đứa con gái mà mẹ rất nhớ rồi đã tìm được cô ta cái gì tìm được cái gì không phải tôi đã nói là đã tìm được con gái của tôi rồi con sao? Con gái đó không phải là con gái của mẹ. Cái gì? Hiền Ninh. Hai mươi bảy năm trước khi mẹ đem con gái phó thác cho diện hi vọng, có đeo một sợi dây chuyền trên cổ của đứa bé. Sao con biết được? Sợi dây chuyền trên tay của Mận Thiên Nghiên Mẹ biết là của ai không? Ai chứ? Cái gì mà của ai? Đó là con gái của mẹ. Sợi dây chuyền đó. là của Lý Ngân Tú. Cái gì? Cái gì? Ai? Còn nói ai? Bắt giữ chưa? Xét hỏi bọn họ chắc là sẽ hỏi được một ít gì đó. Dùng lời kể về văn kiện ghi âm của La Trấn Cửu, bắt bớ thị trưởng Hoàng trước không được sao? Khi mà thị trưởng Hoàng bị bắt rồi, thì Ngân Tú mới có thể yên tâm được. Được rồi, cái gì mà lời kể của ba Tuấn Hy vậy anh? Vậy, vậy... Đã tìm được túi của Kim Thái Thịnh rồi. Trong đó, có văn kiện ghi âm, hoàng tái liệt cho cậu ta dùng xe hại em. Cập cái đó thì là Trấn Cửu đi tự thú rồi. Cái gì? Vậy, ba cô, ba Tuấn Hy... Sẽ phải chịu xử phạt. Nhưng bà cũng có thể giảm nhẹ hình phạt. anh đã muốn ngăn cản. Nhưng mà ý của đường sự ngoan cường quá. Anh cũng không thể nào ngăn cản tiếp nữa. Là trấn cửu, muốn đường đường chính chính đứng trước mặt của Tuấn Hy. Tuy lúc bắt đầu là sai rồi, nhưng mà cái tâm muốn sửa chữa lỗi lầm đó, anh cảm thấy nhận được rồi, anh cũng sẽ mắc sai lầm. Cũng sẽ có sai sót, nhưng mà nhưng mà lúc biết được cái sai của mình, sau này có đưa ra lựa chọn như thế nào đi nữa, là sẽ có thể quyết định được người đó. Ngân Tú hả em hiểu không? Bà Tuấn Hy là người tốt. Vì lỗi lầm nhất thời. Mà cả đời phải chấp nhận gánh giá cuộc sống sau này. Sáu năm qua đối với em và Tuấn Hy đều là đối xử thật tình với nhau. Anh biết. Cho nên rất tôn kính anh ta. Và thật lòng cảm ơn anh ta rất nhiều. Nếu như mẹ biết được, thì phải làm sao? Là Trấn Cửu đã cầu xin anh. Để kết thúc điều tra, trước khi phán xét không cho anh nói cho bà ấy biết. Hình như đều do em. Đều do em cả. Sao lại là do em? Là do anh mới phải. Chỉ cần anh không yêu em. Em cũng vậy là la trấn cửu cũng vậy nữa. Nói không chừng thế nghiêng cũng như vậy. Đều không thể trở nên bất hạnh như vậy anh thành thật xin lỗi anh đúng là người có lỗi nhất trong chuyện này phải ừ, làm sao mẹ không thể tin được sao chứ sợi dây chuyền trên tay thế nghiên là của lý ngân tú thì ra là do chính quân bảo quản là thế nghiên lấy cắp đúng không sao nó lại đưa cho mẹ xem chứ đúng vậy lời của ai nói mới là sự thật đây mẹ không thể nào tin được còn kết quả kiểm tra quyết thống thì sao trên kết quả kiểm tra đó Thế nghiêm mang đến. Ghi là y thư tỉnh rồi. Dự tính là đúng. Vậy tất cả đều là dối sao? Y thư tỉnh không phải là con gái mẹ hả? Cái đó là chắc chắn rồi. Sao có thể xác định chứ? Mẹ à. Bây giờ lời nói của con. Mẹ cũng không thể nào tin được nữa. Thế nghiên cũng vậy. Con cũng vậy không cần biết là ai. Chím mắt mẹ phải nhìn thấy mẹ mới tin được. Cái gì chứ? Mẹ à. Ngân Tú là con gái của mẹ đó. Bây giờ mà cũng không thể nào tin lý Ngân Tú được. Cho nên, phải đi xác nhận mọi chuyện thôi. Ngày nào đi làm cũng có cái giải người đứng đón tiếp. Hình như có thể làm cho tâm trạng cảm thấy rất vui vẻ. <laughs> Tuy không thể chi phối thế giới, cũng có thể chi phối tin tức xác thực của vận phúc. Cho nên ở trên vẫn tốt hơn. Tôi có cảm giác nắm được trong tay sự sống và cái chết của những người ở dưới. Biết được mùi vị này, thì tuyệt đối không được rớt xuống dưới. Không phải sao? Dạ. Sao rồi? Tối qua xảy ra chuyện gì mà tôi không biết. Sai qua lý kịch thiện rồi. Cái gì chứ? Đó cũng là... Thế giới vẫn chưa kết thúc, ngoài cái này ra còn gì nữa chứ? Màu đổi đi. Phó hội trưởng Khương Chính Quân đã lấy băng ghi âm của Kim Thái Thịnh và bản vẽ tư liệu giao dịch. Hình như đã gặp kiểm sát lưu rồi. Cái gì chứ? Băng ghi âm của Kim Thái Thịnh hả? Đó là cái gì? Bản vẽ từ liệu giao dịch hả? Alo, Bộ trưởng Cao. Cái gì chứ? Hội trưởng Khương Vạn Phúc, khởi tối không bị giam giữ rồi sao? Sao lại có thể như vậy được? Có người nguy hiểm bỏ trốn sao lại có thể không khởi tối tạm giam được chứ? À, xin lỗi, tôi hưng phấn quá rồi. Cái gì chứ? Những lời nói này là sao? Tiến hành điều tra. Đối với chúng tôi sao chứ? À tôi biết rồi. Luật sư Phát à? Tình hình sao rồi vậy? Không có tư liệu của người bỏ trốn. Tình trạng sức khỏe của anh rể không tốt. Nhưng đối với nó lại rất là tốt. Kết quả là không tạm giam. Thật là may mắn. Ba Ba vẫn ổn chứ Không sao Vậy sao mới là vấn đề Kiểm tra đó cũng là vấn đề Xét xử sẽ càng khó khăn hơn Luật sư Phát à Giờ cả cho ông rồi Được Tôi sẽ cố hết sức à. Ông nội à Tướng Hy chúng ta ăn cơm xong rồi Tướng Hy Ba đến rồi kìa Chào ba đi con hả xin chào ạ à. chú chào tuấn hy <laughs> à, tuấn hy à gọi ba đi sao không thể gọi ba hả muốn gọi chú đến khi nào đây gọi ba đi con mẹ à mới bắt đầu rất là khó gọi quen rồi sẽ dễ thôi ha tuấn hy à qua đây không gọi cũng không sao con ngủ có ngon không không gặp mẹ có sao không nhớ mẹ rồi có phải không con nhớ mẹ rồi được chịu đựng thêm chút nữa đi trưa chú sẽ đưa con đến chỗ của mẹ con dạ à, mẹ tuấn hy để con qua đây sao đã xảy ra một chút chuyện mẹ đã tìm được mẹ ruột của ngân tú rồi hả à, tìm được mẹ ruột rồi hả ờ à, không phải nói ba mẹ mất hết rồi sao nhưng mà tại sao đột nhiên lại có mẹ ruột chứ mẹ vẫn còn sống lúc sáu tuổi tạm thời đem găng tú phó thác cho diện phúc lợi rồi. Không phải. Vậy là nói người mẹ là còn sống sao? Không phải. Ở đâu vậy? Là ai? Là ai? Là cô Lý Kinh Thiện đó. Cái gì? Cái gì, Cái gì hả? Hả? Cô Lý sao? thật cô à chào cô à dạ chào bác à, bác khỏe không à sao à không phải thật ra thì tôi có chuyện muốn hỏi cô mới tới đây cháu sao đúng vậy Cô có thấy qua lại dây chuyền này chưa? Không có, là lần đầu tiên cháu thấy. Là lần đầu tiên sao? Dạ. Nhưng mà cái đó làm sao? À, không phải. Thế Nghiên nói là cô đang tìm mẹ ruột. Mẹ ruột gì chứ? là nói nếu là mẹ con thì bây giờ con đang ở nhà rồi bà đang nói gì vậy cái gì xin lỗi nhưng mà bây giờ con phải đi rồi con xin lỗi con đi trước đi hôm nay đi mua đồ chơi với mẹ đi xem trường mẫu giá mà tôi làm sẽ được học nha tôi lạ bà sao lại không nói gì vậy không nghe mẹ nói gì sao tôi lạ bà sao vậy là mẹ sao ờ à, là mẹ Sao vậy? Không thích mẹ sao? Vậy cũng không còn cách nào khác. Là mẹ sinh ra con mà. Bất kể là ai cũng không thể lựa chọn bố mẹ cho mình được đâu. Còn mẹ thì sao? Lúc 10 tuổi đã mất bố mẹ rồi. Biết cảm giác đó như thế nào không? Đúng vậy, bây giờ mới xuất hiện nói là mẹ. Đúng vậy. Con người đều có nguyên nhân cả, nhưng mà mẹ là mẹ ruột của con. Cho nên, từ nay về sau chúng ta hãy ở bên nhau nha. Ở bên nhau thật là tốt nha con. Sau này, chúng ta sẽ ở trong một ngôi nhà thật đẹp. Được không? Mẹ. Cái gì? Mẹ, được. Được. Mẹ cũng bắt đầu có chút thích con rồi đó. Rất đáng yêu, rất đẹp Nhưng mà mẹ Không thích trẻ con làm nũng đâu Phải mạnh mẽ mới có thể sinh tồn được Cho nên là Con cũng đừng làm nũng nữa Có biết chưa? Tôi là bà Đây là bộ đồ rất mắc đó Mẹ không thích quần áo bị giống bẩn đâu Cho nên sau này Đừng có ôm mẹ nữa có biết chưa? Được rồi Chảy đầu trước đi alo thư tỉnh à là chuyện gì cái gì cô của chúng ta đi tìm cậu rồi sao cho nên về chuyện cậu nói cái gì rồi chứ biết rồi cướp máy đây không phải đâu hình như có hiểu lầm thôi mà À, sau này tôi sẽ giải thích sao? Đều biết rồi sao? Đều biết rồi. Đầu bếp à? Cô đâu rồi? Đi gặp cô gái mà Mật Thiên Nghiên nói dối là cô gái của bà ta rồi. Cái gì? Hình như là mẹ đã rất kinh ngạc cho đến lúc này vẫn tin lời của Mẫn Thế Nghiên. Đột nhiên nói Mẫn Thế Nghiên đang nói dối. Con gái thật còn có người khác, làm cho bà ấy cảm thấy hỗn loạn rồi. Đã nói em là con gái chưa? Tạm thời khoan nói là được rồi. Đừng có nói nha. Anh đã nói rồi. Em lo lắng sao? Dạ. Nói thật thì... Trên lập trường của cô nhận con gái như em thật không quan ngân lắm. Không phải là đứa con gái hào khí mà là đứa thấp hèn sao lại nói như vậy được có biết lúc anh gặp tôi lạp anh vui vẻ như thế nào không không phải là vì tôi lạp đẹp mà là con gái anh nên anh mới vui mừng mẹ không phải là loại người đó chẳng qua là vì bây giờ quá hoảng loạn nên không thể tin ai được chắc là như vậy đó vậy cũng nói không chừng sao lại không đi theo chứ bà ấy ngăn anh lại muốn đi một mình thôi làm sao đây sẽ rất là mệt đó làm sao đây hay là đợi đi sẽ về thôi mà bây giờ cần điều chỉnh thời gian của bản thân đó em hiểu không ôi mẹ ngân tú sao có thể là cô lý kinh thiện được chứ thật không thể nào tin được không thể nào tin được bây giờ phải làm sao làm sao mới được đây hả tình lớn rồi chị ơi làm sao có thể được nữa tuấn hi ạ à, bà nội đến đây bà nội à, trời ngoan ngoan ngủ ngon không con à, à, chủ tịch à chủ tịch vẫn khỏe chứ ngân tú tìm thấy mẹ ruột rồi đó ờ, mẹ ruột hả ờ, mẹ tuấn hi hả ờ, là ai vậy cái đó chủ quán của quán ăn Tây của mẹ tuấn hy đó cô lý kinh thiện nếu là cô lý kinh thiện cái con mà mẹ tuấn hy chăm sóc như vậy hả đúng vậy ôi trời đất ơi ôi. không phải không phải bà ấy là phú hộ sao còn là phu nhân của hội trưởng cái gì nữa ôi trời mẹ ơi à, vậy bà ấy là mẹ của mẹ tuấn hy sao hả à, là bà ta sao đúng vậy Mẹ và con gái đều ở bên cạnh nhau mà không ai nhận ra hết. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, mẹ Tú Khi của chúng ta cuối cùng cũng hết khổ rồi. Vậy thì người mẹ phú hậu giỏi giang xuất hiện. À, Tú Khi ạ, à, mẹ của con sau này có thể giang hai cánh mà bay rồi. À, Nói trời. một câu chứ là đại phát rồi. Sau này chúng ta phải lo lắng rồi. À, không phải cái gì lo lắng, cái gì hả? nghĩ đến hoàn cảnh sống gần đây của ngân tú trái tim cô ấy sẽ phải làm như thế nào đây mọi người muốn hại một cô gái đáng thương lớn lên không có bố mẹ ồn chết à biết cái gì mà nói hả ra ngoài ra ngoài ngay biết rồi à, tuấn hi à qua đây ờ ừ <laughs> cũng không thể bỏ qua trấn cụ của nhà chúng ta được đâu. Làm sao đây? Ngồi đi. Anh vẫn ổn chứ? không sao. Đừng có lo cho anh nữa. Trái lại thoải mái rồi. Cũng như mẹ Tuấn hi nói vậy không phải cứ đi nhà giam là tất cả mọi thứ đều kết thúc nói thật thì em cảm thấy anh nhất định phải làm như vậy sao anh đã dốc hết sức vì chị dâu và tuấn hy rồi coi như là anh đã trả hết nợ của mình rồi đại cửu à vì chị dâu của em và tuấn hy anh đã dốc hết sức là là bởi vì yêu không phải là bởi vì trả nợ mà là vì thật lòng yêu hai người bọn họ cho nên đó không phải là ý nghĩa của cái phải trả giá cũng không phải là vì ép tội anh mới làm vậy thời gian mà anh yêu hai người họ rất hạnh phúc anh đã được bồi thường đầy đủ tới bây giờ tự nhốt mình như vậy cũng là vì anh bởi vì anh thoải mái cho nên anh mới làm vậy. Không có sao đâu đại cửu. Ừ, anh à. Tạm thời hãy khoan nói cho mẹ. Đợi tòa án xét xử xong. Đến lúc đó mới nói cho mẹ biết. Cũng chưa có muộn mà. Đừng lo cho mẹ nữa. Em sẽ chăm sóc bà ấy thật tốt mà. Anh vẫn phải chăm sóc cho mình thật tốt đó. <laughs> được lắm. Em trai của anh thật là được việc. Ờ, à, dưới tình hình Hoàng Tái Liệt và Mẫn Đông Duyên chưa bị bắt thì không biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Đối với mẹ Tuấn Hy, em hãy chịu khó một chút. À, em biết rồi. Đừng có lo mà. Bây giờ là lúc anh lo cho người khác sao? Đừng có lo nữa, anh thật là. Chứ, anh thật là. Nè, đại trưởng phu cái gì? Thằng chóc này anh làm sao có thể tin tưởng để phó thất mẹ cho em đây? <laughs> sao rồi thông qua người bên phó hội trưởng nghe ngóng được là hình như bên đó đưa tiền vốn cho hội trưởng đã thành bí mật tư liệu chứng cứ có tính quyết định rồi cái gì cái đó là gì hả văn kiện ghi âm của hội trưởng gặp mặt nói chuyện với lại an quán trưởng cái gì chứ còn những nội dung giao dịch liên quan trong phần lưu trữ có tần số video nữa đã chết thật rốt cuộc là thu gom những thứ đó từ lúc nào là lúc nào chứ cái thằng nhóc chính quân này anh à Chuyện gì vậy Chuyện gì vậy chứ Bên của phó hội trưởng Khương Chính Quân Tình báo về những bí mật có liên quan đến tiền giống của hội trưởng Đem đến sở kiểm soát rồi Cái gì Còn là trấn cửu Hắn ta đã tự thú rồi Dự tính là Sẽ có liên quan đến sự cố của Lý Ngân Tú Bắt đầu tiến hành điều tra Anh nói cái gì hả đề phòng dạng nhất cô cũng chuẩn bị sẵn đi. Khách sạn ký hợp đồng đề phòng dạng nhất. Là mượn tên để ký hợp đồng, còn nữa rút hết tiền trong tài khoản của cô ra. Cô đã hiểu ý của tôi nói rồi chứ, có hiểu không? Không, không có dạng nhất. Không thể xảy ra chuyện đó được đâu. Hay là tạm thời cùng với tôi lạp ra nước ngoài như thế nào? Tình trạng nghiêm trọng như vậy sao chứ? Là đề phòng dạng nhất dừng rồi. Đợi mọi thứ chỉnh lý xong rồi hãy quay về đi. Vẫn là ở cùng tôi lập trước. Trên pháp luật, tôi lạp vẫn chưa phải là con gái của tôi nhưng mà sao lại có thể đưa tôi lạp ra ngoài được chứ vậy thì hãy giao phó tôi lạp cho người khác trước một mình trước lại muốn tôi giao con cho người khác sao bây giờ thật không dễ dàng cho con biết tôi là mẹ rồi vừa tìm được mẹ lại phó thái cho người xa lạ sao không được tuyệt đối không được không được giao phó tôi lạp chúng tôi cho người khác tôi lạp là con của tôi chết cũng được sống cũng được tôi sẽ phụ trách tuyệt đối không muốn để nó tự lớn lên mà không có mẹ được điều này tôi hiểu rõ hơn ai hết sự đau thương đó không muốn dành cho tôi lạp chúng tôi đâu tôi sẽ nuôi dưỡng nó vậy tôi sẽ cố gắng hết sức không để cho cô bị tổn thương cứ như vậy mà sụp đổ sao anh à không được sụp đổ ở đây đâu sao lại có thể đi đến bước này chứ sao lại có thể không được tuyệt đối không được như vậy đâu khương chính quân là chuyện gì cái thần này mày dám treo tao trên chết núi sao hả anh sao vậy? Vẫn còn chưa bắt đầu mà. Sợ rồi à? Chẳng qua vẫn chưa phải lúc. Những chuyện anh phải cánh giác còn rất nhiều. Anh không biết sao? Không biết là mày dựa vào cái gì mà trổ tài như vậy. Cứ để tao đi nhìn nhận là được rồi. Nếu mày đã đụng tính tao rồi, tưởng là tao sẽ bỏ qua chồng ba của mày sao hả? Cái gì? Tao đã nói rồi. Người chỉ thị tao dừng xe lại hại lý ngân tú là hội trưởng Khương Vạn Phúc. Tao chỉ dựa vào chỉ thị của cấp trên mà làm thôi hiềm nghi suy khiến tao giết người người phải nói cái này không phải là tao mà là ba mày đó mày tìm sai đối tượng rồi không khởi tố tạm giam nữa nếu là hiềm nghi suy khiến giết người Anh... thì tình trạng sẽ không giống như vậy rồi mày hiểu chưa người có có bậc cao nhất của tầng lớp thực vật ba của cậu hội trưởng khương vạn phúc chúng ta cùng xem ai sẽ rớt xuống trước từ vách núi nghe rõ chưa vẫn đồng nhiên sợi dây chuyền đó là của lý ngân tú là của lý ngân tú sao là sợi dây chuyền đó cô ơi tôi hỏi cô một chuyện sợi dây chuyền đó lấy từ đâu trả lời đi cô à con nói cô nghe con sẽ giải thích mà trả lời tôi ngay đi sợi dây chuyền đó là của mẹ tấn hi đúng không trả lời đi sao con mau trả lời sao lại có thể như vậy sao cô lại có thể gạt tôi như vậy lấy trái tim của một người mẹ đang tìm con cô có biết cái tâm trạng khô héo vì con cái không sao cô có thể lấy trái tim của người mẹ mất đi con cái treo đùi như vậy chứ tại sao vậy cô à cô giáo à <laughs> làm sao đây alo cái gì cô ngất xỉu rồi sao đó là nơi nào bây giờ anh đang đi đến đó hả được rồi em sẽ đến mà được rồi em sẽ đến đó được em em sẽ đến liền mà dạ à, là chuyện gì vậy sao lại ngất xỉu chứ nói là nói chuyện với một người phụ nữ sau đó thì ngất xỉu nhưng người phụ nữ đó nói muốn đưa đi bệnh viện mình quên biết thị trưởng đã gọi điện cho anh rồi em đừng quá lo lắng cái gì không liên hệ được với mẹ nên mới gọi điện thoại để điện thoại trên bàn mà bỏ đi rồi cho nên mới biết được Rốt cuộc Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai Hình như là Mẫn Thiên Nghiên Cái gì Cô à Sao lại tức giận như vậy chứ Muốn gặp con gái như vậy thì giữ trách nhiệm Không nhận ra bên người Trên người tôi sao nói tôi lấy trái tim của người mẹ trai trêu đùa hay sao chứ không phải tôi không phải trêu đùa người khác đâu bây giờ tôi đang trong chiến tranh đó là sống hay chết là chồng một trong hai tôi rất cần sự giúp đỡ của cô nhờ vào sự giúp đỡ đó chúng ta sẽ sống tiếp dù sao cũng phải nhìn mặt con gái cho dù có gặp trễ một chút thì thế giới cũng không sụp đổ đâu nhưng mà tôi muốn lại trong trận này nếu thua thì có thể thế giới sẽ sụp xuống đó